Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh bán hàng Công Ô Tô. Ngày hôm nay thì Công Ô Tô sẽ trở lại lên sóng review cho toàn thể quý cô bác quý chị về một chiếc xe đến từ nhà xuất của Daewoo. Đây là một chiếc Daewoo Lacetti Sedic sản xuất năm 2009. Phiên bản số tự động động cơ trang bị chiếc xe này là 1.6 nhập khẩu nha quý anh chị nhá. Xe mang biển số 99 của Bắc Ninh. Chiếc xe này có trang bị đề nổ start top này, khóa rồi có cửa sổ nóc, đèn pha tự động, gạt mưa tự động và điều hòa tự động, có sửa sấy ghế đầy đủ cho toàn thể quý cô bác các chị. Ghế bọc da zin xịn và bác chủ thì đã lên cho em nó một bộ áo ghế đẹp rồi. La răng đúc đẹp, đèn pha trong sáng đẹp cho toàn thể quý anh chị luôn. Phanh ABS chống bọc cứng an toàn 4 bánh nha quý anh chị nhá. Tất cả viền chân kính cũng như là tay nắm đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng. Viền đèn hậu phía sau thì đây cho các bác cùng xem này. Bác chủ thì đã ốp mạ chrome cho em nó rồi. Đây ạ, ốp mạ chrome cho em nó rồi. Đấy, bác chủ thì rất là cẩn thận nha quý chị nhá. Xe trang bị 4 cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị đây ạ. Đấy, đầy đủ luôn nha các bác nhá. Đây, đèn hậu phía sau đây. Đấy, bác chủ ốp mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp đây cho toàn thể các bác cùng xem. Đấy, lốp thì còn tương đối đẹp cho các bác. Xe thì bao chất luôn cho các bác luôn. Bao chất luôn. Gương kính zin cả xe cho toàn thể quý cô bác quý chị nhá. Quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Lacetti Sedic sản xuất năm 2009 phiên bản số động bản đủ như này, có thể liên hệ trực tiếp với Công Ô Tô qua số hotline của em là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch hẹn xem xe chạy thử xe nha quý cô bác quý chị nhá. Quý chị nào mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý cô bác quý chị hãy vào đăng ký kênh, bấm hình quả chuông, bật thông báo trên YouTube, bấm like share và bật theo dõi trên fanpage để không bỏ lỡ những buổi livestream báo giá của em vào lúc 11:30 buổi trưa, 7:00 buổi tối nhé quý cô bác quý anh chị nhé. Bây giờ thì mời quý anh chị chúng ta sẽ xem chi tiết về chiếc Daewoo Lacetti Sedic sản xuất năm 2009 này nhé quý anh chị nhá. Đây ạ, chúng ta có thể quan sát từ đằng trước này, mặt ga lăng ốp mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp, bốn xung quanh viền ga lăng ốp hết rồi nhé quý anh chị nhá. Biển 35530. Đấy, đèn pha trong sáng đẹp đây cho các bác cùng xem này. Đây ạ. Đèn pha đây. Đèn là đèn halogen nha các bác nhá. Trong sáng đẹp, phản xạ đa chiều. Đèn gầm đầy đủ cho toàn thể quý cô bác các chị. Đây đèn hai bên đây ạ, cho các bác cùng xem. Đấy, sáng trong đều đẹp đây nhá quý cô bác chị nhá. Chúng ta sẽ đi kiểm tra về phần la răng, về phần lốp, rồi nội thất của xe, kiểm tra hết các bác nhá. Đây. La răng thì bố thắng sơn hết màu đỏ đẹp đây các bác nhá. La răng thì tương đối đẹp rồi, không vết xước đây cho toàn thể quý cô bác quý chị đây. Không vết xước. Gương kính con này thì là gương kính zin các bác nhá. Đây ạ. Gương kính zin hoàn toàn luôn. Đây cho các bác cùng xem. Đấy. Gương kính zin hết. Gương kính zin hết nha quý anh chị nhá. Kết hợp luôn thì chúng ta sẽ xem cả phần nội thất, cả phần keo chỉ cho toàn thể quý cô bác quý chị chúng ta cùng xem đây. Đúng không ạ? Đây nha quý anh chị nhá. Tất cả những cái phần ốc đinh tán ở trên cánh này. Đây cho các bác cùng xem. Ốc đinh tán trên cánh. Đấy. Rồi chỉ này là chỉ zin nhá các bác nhá. Đây chỉ zin này. Đấy, chỉ zin này. Hai chỉ rất là mảnh đây cho các bác nhá. Rất là mảnh luôn. Tất cả những cái khe này dưới cánh đây cho các bác cùng xem đây. Đấy, khe này nhá. Nó còn zin thì nó mới vuông vắn, nó còn đẹp như thế này. Đấy, nếu bị va rồi nó sẽ bị méo. Và cái cánh này thì nó là phần tôn hai lớp, nên là để mà kéo ra thì rất là khó luôn các bác nhá. Khó luôn. Trên cánh thì có khe để nước này. Viền loa ốp hết mạ chrome, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy, kệ thì tay bọc da. Những cái phần này thì nó là nhựa hết này. Đấy, đây. Táp ly đây cho các bác cùng xem này. Đấy, táp ly của em nó này. Đấy. Sần đẹp luôn các bác nhá, không hề bị bóng mờ này. Kể cả tay mở khóa trong, kể cả những cái phím bấm này. Các bác nhá, nhìn ạ, rất là rõ nét luôn. Cho toàn thể các bác cùng xem đây. Đấy, con này thì trang bị đèn pha là đèn pha tự động này, auto đây các bác nhá. Gạt mưa tự động. Đầy đủ luôn cho các bác luôn. Tất cả những cái viền cửa gió điều hòa này, viền đồng hồ này. Đấy. Bên này đều được ốp mạ chrome rồi. Đấy, đây. Vô lăng tích hợp phím bấm kết hợp rảnh tay đàm thoại đây, nghe gọi đây các bác nhá. Điều hòa con này thì cũng là trang bị điều hòa tự động, điều hòa auto này. Rồi có sấy ghế đầy đủ đây cho toàn thể quý cô bác quý chị. Đấy, sấy ghế đầy đủ luôn. Rồi trên này thì đầu đài còn nguyên zin của nhà sản xuất đây cho các bác cùng xem. Đấy, phím thì cực kỳ rõ nét, cực kỳ đẹp luôn cho các bác luôn. Dưới bên dưới đây thì là nó là khe cắm tẩu thuốc này. Đấy, đầy đủ luôn đây cho toàn thể các bác. Bên dưới đây nữa thì nó là khe cắm tai nghe, khe cắm loa nha quý cô bác quý chị nhá. Kệ thì tay đầy đủ đây cho các bác này. Đấy, ghế thì là ghế bác chủ đã lên cho em nó một bộ áo ghế mới tinh đẹp đây các bác nhá, đẹp. Rồi tựa đầu đầy đủ đây cho các bác luôn này. Còn ghế thì nó vẫn là ghế da zin đây. Đấy, vẫn là ghế da zin đây các bác nhá. Bên dưới vẫn là ghế da zin.
Đấy, có gương điện chống lóa trong xe đầy đủ đây cho các bác này. Đấy, gương điện chống lóa. Rồi có trang bị cửa sổ trời. Đây, cửa sổ trời chân nỉ đây các bác nhé. Cửa sổ trời chân nỉ này. Đây cho các bác cùng xem cái cửa sổ trời này, xem nó còn vận hành hay không. Và có xe có trang bị đề nổ đây. Đấy, đề nổ đây các bác nhé. Đây ạ. Đấy, đề nổ start stop xe chạy được 90.679 km. Đấy, tức là xe chạy được 9 vạn các bác nhé. 9 vạn đây, cửa sổ trời đây, cho các bác cùng xem. Đây. Đấy, em bấm đây. Đấy, nó tự chạy hết nha các bác nhá. Đấy, bấm nó dở ra nó tự chạy. Rồi khi vào đây. Đấy, cho các bác cùng xem. Hoạt động trơn tru nhá các bác nhá. Hoạt động trơn tru nhẹ nhàng. Đấy. Điều hòa để auto Z boost luôn rồi. Trên này thì có một cái khay để đồ này. Đấy, khay để đồ nhá các bác nhá. Tiếp tục cho các bác cùng xem phần phía bên sau này. Phía đằng sau này nha các bác nhá. Đây. Đây ạ. Đấy, keo chỉ trên cánh này cho các bác cùng xem này. Đấy, những cái khe nước, khe thoát nước bên dưới này, rồi khe để nước này, viền loa này. Đấy, đúng không ạ? Tay nắm này, rồi phím này. Rất là rõ nét, rất đẹp luôn. Táp ly của em nó con này thì quá đẹp luôn rồi, cho các bác cùng xem này. Đấy, táp ly của em nó quá đẹp luôn rồi. Phía sau này cũng vậy các bác nhá. Bác chủ thì ốp cho em nó một bộ áo ghế đẹp đây rồi. Và phía sau này thì nó có khe cắm điện 12V này, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Lớp phía sau cũng vậy này, la răng đây cho các bác cùng xem đây. Đấy. Không vết xước luôn, bố thắng cũng sơn màu đỏ hết nhé các bác nhá. Chiếc này thì mở là bằng cốp điện nhé các bác nhá. Đấy, mở cốp điện này. Hoàn toàn luôn đây cho các bác cùng xem. Đấy, mở cốp điện. Mở cốp điện. À, đây ạ, cho các bác cùng xem này, hai bên máng nước này, ốc đình táng của nhà sản xuất này. Đấy, đều đẹp luôn cho các bác luôn. Đây, nắp cốp đít đây cho các bác cùng xem. Đúng không ạ? Đấy, phẳng phiu đẹp đây các bác nhé. Nỉ này vẫn còn nguyên luôn hết luôn cho các bác luôn này. Phía bên đây cũng vậy này. Đấy, ốc đinh tán của nhà sản xuất. Trong cốp này thì có tròng mở lốp đầy đủ đây rồi. Đấy, đây có một miếng mic này. Đấy, để ốp bên trên chúng ta để đồ. Đây, lốp dự phòng. Đấy, có cả lốp dự phòng. Rồi lòng cốp đây cho các bác cùng xem đây. Đấy. Vẫn còn sơn zin nhé các bác nhé. Đấy, đây lòng cốp vẫn còn sơn zin của nhà sản xuất cho các bác cùng xem. Đúng không ạ? Đây ạ, bên dưới gầm của em đó đây. Đây, cho các bác cùng xem đây. Các bác nhìn thấy không? Mới đẹp đây nhé quý chị nhá. Hai quả thụt mới thay này. Đấy, cho các bác cùng xem đây. Đấy, thay hai quả thụt rồi về sẵn đi thôi. Đấy, thậm chí là cái bồ đây cho các bác cùng xem là sáng choang luôn. Sáng choang luôn nhá quý chị nhá. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái cửa này, cửa phía sau này. Phía sau bên phụ đây cho các bác cùng xem. Đây ạ. Keo chỉ đây nhá quý chị nhá. Đấy, đều đẹp luôn cho thể các bác luôn. Đấy, táp ly này cũng vậy này. Đấy, đều đẹp. Đấy, rồi ở phần thay để nước, rồi loa, rồi những cái phím bấm còn rất là sắc nét, rất là đẹp luôn cho các bác nhé. Gioăng cao su 4 xung quanh tất cả các cửa còn nguyên, không bị bục vỡ bất kỳ một chi tiết nào nha quý chị nhá. Đây ạ. Không hề bục vỡ bất kỳ chi tiết nào cho các bác cùng xem đây. Đây, keo chỉ trên cánh bên phụ đây. Đấy, khe đây. Đấy, soi hết cho các bác cùng xem. Táp ly của em nó đây ạ. Đấy, bao chất đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị này. Phần bên trong này cũng vậy này. Đấy. Bác xin xem ạ. Táp ly, táp lô khá đẹp luôn cho toàn thể các bác nhé. Bây giờ thì mời quý chị chúng ta sẽ xem chi tiết đến phần động cơ. Đấy. Chiếc này thì đây, kính lái này. Kính lái đây nhé quý chị nhé. Chiếc này thì phần động cơ của em nó trang bị 1.6. Mức tiêu hao nhiên liệu của em này thì nó loanh quanh tầm khoảng 9 lít nha quý chị nhé. Trên 100km đường hỗn hợp cho thầy các bác luôn. Khám phí con này còn rất là dài, còn đến tháng 5 năm 2022 nha quý chị nhá. Đây ạ, cho các bác cùng xem khoang động cơ của em nó này. Đấy. Khoang động cơ thì sạch sẽ đẹp luôn rồi, cho các bác cùng xem đây. Rồi phần ốp cổ xả này cũng còn sáng choang luôn đấy các bác nhé. Máy móc thì sạch sẽ đẹp cho toàn thể quý cô bác quý chị rồi. Đây ạ, cụm phanh ABS đây các bác nhé, nằm bên dưới này. Còn nguyên bút chấm sơn của QC nhà máy đây, cho các bác cùng xem. Đấy. Hai ụ bát bèo đây, hai bên đây. Đấy, rất là đẹp luôn đây cho toàn thể quý cô bác quý chị này. Sạch sẽ rồi, ắc quy thì còn rất là đẹp. Gại nhẹ cái nổ coi nhé. Đây, nắp cabo cho các bác cùng xem từ cái tấm nỉ này. Cái tấm nỉ cách nhiệt chống ồn này cũng vẫn còn nguyên luôn, không hề bị bục vỡ bất kỳ chi tiết nào các bác nhé. Tem của nhà sản xuất đây. Đấy, tem nhập khẩu đây các bác nhé. Đây. Đấy.
không hề bị bục vỡ một chút nào luôn, cho các bác đây cùng xem đây. Đấy, tất cả keo chỉ này, dòng này. À, còn nguyên đây nha các bác nhé, phần bên đây cũng vậy này. À, cho các bác cùng xem hết luôn. Đây ạ. Bao chất bao đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị nhá. À, cực kỳ chất đẹp luôn. Chiếc này thì ngày hôm nay công ty sẽ chào bán gửi tới toàn thể quý cô bác quý chị với mức giá tham khảo là 260 triệu đồng cho một chiếc CX 2009 này các bác nhé. Vâng, vừa rồi thì em công ty đã làm video chi tiết về chiếc Daewoo Lasatti CX sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, động cơ trang bị chiếc xe này là 1.6, phiên bản đủ, cửa sổ lốp, sấy ghế, điều hòa tự động, đèn pha tự động hết nhá quý anh chị nhá. Xe thì bao chất bao đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác anh chị rồi. Vậy quý cô bác anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Lasatti CX 2009 như này thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua số hotline là 0984883950 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch hẹn xem xe. Quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi cũng như là nhận những video tiếp theo thì quý cô bác anh chị hãy vào đăng ký kênh, bấm hình quả chuông, bật thông báo trên YouTube, bấm like, share và bật theo dõi trên fanpage để không bỏ lỡ những buổi livestream báo giá của em công vào lúc 11:30 buổi trưa, 7:00 buổi tối cũng như là những video tiếp theo. Công ty lên sóng cập nhật 100 đầu xe mới nhất về với công ty cho toàn thể quý cô bác quý chị. Cảm ơn toàn thể quý cô bác chị đã luôn đồng hành và ủng hộ công ty ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác quý chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.